Không biết lên trần được mấy phiên nhưng nhìn tài khoản vẫn không yên. Vâng, Đại Capital Shop Finance xin kính chào anh chị nhà tôi đã đến với kênh chứng khoán của em. Rất là vui gặp lại anh chị nhà tôi trong cái video tiếp theo, video phân tích về xu hướng thị trường ngày 13 tây tháng 6, và cũng như có một số review lại cho phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 12 tây tháng 6. Thì những cái câu thơ của em chỉ là vui đùa thôi, không mong anh chị là tiếp nhận với một cái vị thế là giải trí relax nhiều hơn là việc mà châm biếm anh chị ha. Ok, trở lại với thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy một cái kịch bản cũng khá là quen thuộc của mình khi mà ngày hôm qua thì mình có một cái view là thị trường có thể là tiếp tục nó sẽ lên tăng, đúng không? Nó sẽ tiếp tục lên tăng, nó vượt ra khỏi cái vùng này sau đó thì nó mới quay trở lại. Thì hiện nay thì nó đã tiếp tục nó tăng rồi, còn việc mà nó quay trở lại hay không thì cũng sẽ rất là khó nói. Tuy nhiên ngày hôm nay thì với một cái động thái ở đây với một cái động thái ở đây thì chúng ta sẽ để ý và chúng ta thấy cái RSI giống như là trong cái video ngày hôm qua mình vẫn phân tích thôi. Là cái RSI của nó đang bắt đầu có những dấu hiệu là phân kỳ rồi, thì có thể khi mà nó phân kỳ thì nó sẽ có khá là nhiều những cổ phiếu mid cap nó sẽ giảm khá là mạnh đấy, có khá là nhiều cổ phiếu mid cap nó giảm khá là mạnh. Và ngay cả trong giai đoạn này thì nhiều anh chị không để ý thôi, chứ nhiều anh chị để ý thì chúng ta để ý, chúng ta thấy là dòng bất động sản đang có những dấu hiệu nó chỉnh. Hôm nay thì cái giao dịch của chúng ta thì ở đây thì cái thanh khoản của thị trường nó tầm khoảng là 15.000 tỷ, thì cái số lượng cổ phiếu khớp thì cũng tương đối là rất là thấp. Hiện nay nó chỉ tầm ở cái mức là khoảng 700 thôi. Những cái phiên trước thì khi mà có những cái vol mà bán tháo anh chị ha, có những cái vol mà bán tháo thì thị trường nó đẩy ra tới gần là 1,3 tỷ cổ, và trước đó thì nó trong một cái xu hướng mà FOMO thì nó tới gần 1 tỷ cổ, và kế cái phiên ngày 9 tháng 6 thì nó đến gần 900 triệu cổ. Và ngày hôm nay thì rất là nhiều những nhà đầu tư khi mà hàng về bắt đáy, hàng về thì với một cái động thái thì mình biết khá là rõ là rất nhiều những nhà đầu tư trong giai đoạn này đang chuẩn bị hàng, chỉ chờ ném thôi, đang chỉ chuẩn bị hàng. Nếu trường hợp mà VN nó gãy khỏi mốc 1.000 thì chỉ chờ ném thôi. Cho nên á, cái độc vị tâm lý của cá mập á, thì họ đã khá là rõ và họ chặn ngay cái vùng luôn, họ chặn ngay cái vùng mà khi mà hàng về, anh chị thấy khi mà hàng về vừa ngay chạm quanh cái mốc 1.000 nè, là họ cho một cái dòng tiền để họ kéo lên. Thì cái dòng tiền này kéo lên nó sẽ tập trung từ những cái mã nào ạ? Chủ yếu là tập trung từ Vinamilk, là VIC, Masan, đa phần là những cổ phiếu bán lẻ. Và ngay cả ngày hôm nay anh chị thấy là cái sự tạo lượng của cái cổ phiếu Vietcombank khi mà cả phiên sáng anh chị ha, cả phiên sáng thì đỏ khá là mạnh, sau đó phiên chiều lại kéo rút chân đó. Thì như vậy thì chúng ta vẫn chưa có nói được là VN Index trong giai đoạn này tiếp tục tăng hay giảm. Mà anh chị, nếu trường hợp anh chị đánh theo một cái kịch bản của em, đang đi theo một kịch bản này, có thể là nó sẽ kéo lên được những cái vùng trên đây nè, nó kéo lên những cái vùng mà 1120 chẳng hạn, hoặc là 1125 thì nó sẽ lên những vùng này, hoặc có thể nhiều khi nó lại vượt 1125 trong phiên, sau đó thì nó quay về. Cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận khi mà cái RSI của nó đang cho những dấu hiệu là sẽ phải chỉnh, cho dấu hiệu sẽ phải chỉnh nha. Và điển hình như ngày hôm nay để anh chị để ý về những cổ phiếu mà bất động sản nè. Ngày hôm nay khi mà VN tiếp tục tăng, đúng không? VN tiếp tục tăng nhưng mà những cổ phiếu bất động sản lại tiếp tục bị bán ra, và cái mốc cuối cùng của cái cổ phiếu DG trước khi có một nhịp giảm trung hạn thì nó sẽ tầm ở cái mốc là 18.8. Nếu trường hợp mà nó giữ mốc này và nó đi lên thì như vậy rất là ok. Còn nếu mà trường hợp mà nó không giữ được cái mốc này á, mà nó giảm về đây á, và nó gãy luôn, thì cơ bản là cái cổ phiếu bất động sản sẽ phải chỉnh, và thậm chí là chỉnh rất là lâu. Những cổ phiếu tiếp tục là những cái cổ phiếu mà ở đây thì cổ phiếu CO cũng tương tự nè. Con này mà nó gãy khỏi cái vùng mà 25 thì cũng khá là mệt đấy, có thể nó cũng sẽ quay về những cái vùng bên dưới đây nè, 20. Cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận về những cổ phiếu bất động sản, những cổ phiếu về đất xanh. Anh chị, nếu trường hợp anh chị đi theo cái view của em thì anh chị đã chốt được ngay tại những vùng đỉnh, đúng không? Đã chốt được ngay vùng đỉnh. Và cái đất xanh, nếu trường hợp anh chị còn cầm hàng thì chúng ta phải nên stop loss quanh cái vùng mà 17 13.7. Có nghĩa là khi mà nó gãy khỏi cái vùng này thì chúng ta phải bắt đầu là chúng ta có cái vị thế chúng ta bán ra. Tại sao mà mình đưa ra cái một cái điểm stop loss khi mà ở vùng này là anh chị thấy nó có những cái vùng hỗ trợ, thì có nghĩa là nhà đầu tư họ đã chấp nhận vùng này là vùng giá rẻ để họ mua, đúng không? Tuy nhiên nếu mà trường hợp mà họ bán ra khỏi vùng này, chứng tỏ là họ không muốn và họ không khẳng định và họ không tự tin là vùng này là vùng giá rẻ, cho nên nó sẽ là những cái cơ hội bị bán xuống của nhà đầu tư lớn. Anh chị thấy là cái MACD nè, anh chị thấy là cái MACD cũng bắt đầu là cắt nhau hướng xuống rồi, RSI cũng chấm cắm đầu rồi. Cho nên là giai đoạn này khá là khó những cổ phiếu có thể tăng được. Ngay cả cổ phiếu ngày hôm nay, cái con cổ phiếu là Khang Điền nè, Khang Điền ngày hôm nay bị bán nhưng mà nó có một lực kéo vào. Tuy nhiên có thể là ngày mai nó lại bắt đầu tiếp tục là những phiên nó điều chỉnh, Nam Long cũng tương tự. Thì như vậy những cổ phiếu bất động sản với cái xu hướng đầu cơ, như DG chủ yếu đầu cơ anh chị, chứ thật sự mà doanh nghiệp này mà kinh doanh gì,
đúng không? Nó chủ yếu nó chỉ có những quỹ đất thì nó hồng hào này kia, nhưng mà dòng tiền đầu cơ đã bắt đầu rút ra rồi, dòng tiền bắt đầu đầu cơ đã rút ra thì như vậy anh chị hết sức cẩn thận về những cổ phiếu bất động sản nha. Đối với mình thì mình sẽ không tham gia về những cổ phiếu bất động sản trong giai đoạn này. Còn những cái cổ phiếu mà giống như là Vinamilk nè, những cổ phiếu mà giống như Vinamilk thì nó sẽ tập trung khá là nhiều cái câu chuyện, nó tập trung khá là nhiều cái câu chuyện khi mà nó đã tạo được cái vùng đáy này. Tuy nhiên thì mình không đánh giá cao là Vinamilk có thể là nó sẽ tăng tiếp, mà có thể là nó sẽ đi một cái mô hình giống như là P&G. P&G có nghĩa là nó đây nó giảm khá là mạnh, sau đó thì nó tạo ra một cái cây nến xanh này, nó tạo ra được một cái cây nến xanh này đúng không anh chị, nó tạo ra một cái xanh qua ngày hôm sau. Sau đó thì nó lại rơi, nó rơi và nó lại kéo. Thì con PG này đối với mình đó thì mình đánh giá là cổ phiếu đáy, cho nên là khi mà nó đã là cổ phiếu đáy thì mình sẽ vẫn tiếp tục cầm. Còn cái cổ phiếu mà Vinamilk này có thể nó sẽ lên gặp những áp lực trên vùng 70, nó sẽ tiếp tục bị bán xuống. Ở đây thì nó tầm tầm khoảng 67.9 thì có thể qua ngày mai là 68x đúng không? 68x thì nó sẽ bị bán xuống thôi, chứ thật sự là những cổ phiếu này nó sẽ còn phải, nếu trường hợp nó là đáy thì nó phải tích lũy thêm, nó phải tích lũy thêm thì nó mới tăng được đó. Còn ngày hôm nay anh chị thấy là những cổ phiếu giống như là SAB nè, SAB ngày hôm nay nó tăng khá mạnh, đa phần những cái cổ phiếu trụ hôm nay kéo khá là mạnh và kéo khá là tốt. Thì việc kéo này là từ cái việc mà dẫn dẫn đến là cái kịch bản là đáo hạn phái sinh đúng không anh chị, nó dẫn đến là một cái kịch bản đáo hạn phái sinh mà nó đang kéo để nó giết đi những nhà đầu tư đang cầm sọt dưới vùng 1.100. Và điển hình như ngày hôm nay anh chị thấy một cái chạc của VN30 F1M đang là một cái hợp đồng phái sinh, thì anh chị thấy nó kéo khá là khủng đúng không, nó kéo khá là khủng, nó kéo lên ngay cái vùng là kéo khá là mạnh, kéo khá là mạnh. Thì VN30 sao cái giá tới 1150 anh chị ha, có thể là cái file E này nó nhầm á, nó chỉ kéo lên 1109 thôi, nó sẽ kéo lên tầm tầm 1109. Thì ngày hôm nay đóng một cái nến khá là ngon đúng không, khá là ngon. Thì có thể là trong phiên ngày mai nó sẽ tiếp tục lên và tiếp tục 1120, sau đó thì nó giết đi, nó giết đi những cái đội sọt, và sau đó thì bắt đầu nó quay lại một cái sự đảo chiều. Tại vì thứ năm này bắt đầu là đáo hạn phái sinh rồi. Cho nên một kịch bản mà tăng tiếp luôn rất là khó nha. Đó mình chủ yếu là nó kéo để nó đóng những cái hợp đồng phái sinh đó thôi. Thì như vậy về cơ bản thì ngày hôm nay thì nó có một số chuyển biến tích cực. Như ngày hôm nay anh chị thấy là Novaland ngày hôm nay thì cũng là những cái cổ phiếu có một nhịp tăng khá là mạnh vào phiên sáng, nhưng là cuối cùng là bị áp lực bán anh chị, tại vì cái tình hình của nó cũng không được tốt đẹp lắm. Phát đạt ngày hôm nay thì nó lại lại có một cái dòng tiền kéo vào phiên chiều, vào kéo hôm chiều. Tuy nhiên là cái hai thái cực Novaland thì bắt đầu là vẫn đi ngang, còn trong khi đó Phát Đạt thì có những dấu hiệu red. Từ cái bữa mà cái video mà em phân tích về Phát Đạt đúng không anh chị có thể xem lại video đó, đến nay thì đa phần là Phát Đạt nó kéo đây cũng khoảng là gần 20% rồi. Từ cái bữa mà mình phân tích là mình đánh giá giữa CO và Phát Đạt thì anh chị nên mua Phát Đạt về một cái triển vọng dài hạn. Tại thật sự cái con này nó là một cái cổ phiếu khá là ngon. Tuy nhiên thì nó vẫn không có tin xấu, nhưng mà nó bị bán như vậy thì chúng ta cũng phải xem xét là chúng ta có thể vào hàng được. Tuy nhiên trong giai đoạn này thì mình đánh giá là không còn điểm để vào nha, không còn điểm để vào, ưu tiên chốt lãi hơn là việc mà chúng ta mua mới trong giai đoạn này, khi mà cái RSI của nó đang khá là khủng nha. Những cổ phiếu này cộng với việc là dòng bất động sản nó đang có dấu hiệu nó chỉnh nữa, cho nên là chúng ta sẽ không vào. Dòng hôm nay thì cái lực kéo chính từ là những cổ phiếu như là Masan nè. Masan hôm nay có lên khi mà nó rét được đúng không, nó rét được hai cái đường xu hướng 20 và 50 ngày, sau đó thì nó lại kéo khá là mạnh. Đến cái đến nữa là SAB cũng tương tự, và cái đến nữa là MWG, và MWG thì cũng tương tự ha, là cũng có một cái nhịp kéo đây. MWG đó, MWG cũng có kéo khá là tốt đúng không, cái đến nữa là DGW đó. Thì cơ bản thì trong giai đoạn này thì mình sẽ không đánh giá mạnh những dòng này. Không đánh giá mạnh dòng này tại vì nó không phải là một cái dòng trụ liên tục, có thể là nó sẽ kéo một vài phiên xong đó lại đảo chiều. Điển hình như lúc trước anh chị thấy là những cổ phiếu mà dòng ngân hàng tiếp tục là bị kéo mạnh đúng không, kéo mạnh lên sau đó bị bán xuống. Và ngày hôm nay thì là cái cổ phiếu VBank này anh chị thấy mình đang thấy tín hiệu là VBank trong ngày mai có thể là nó sẽ lên được vùng là 20, có thể là sẽ lên được vùng 20, nó test lại những cái vùng trên đây. Khi mà anh chị thấy là cái giá của nó nè, có hai phiên nó đã rút chân, nó test lại và nó không gãy được mà 20, và hôm nay lại có một cái lực kéo vào ATC, thì cơ bản thì mình đã mua được khá là ngon ở vùng 19.35, 19.4. Có thể là sắp tới là mình sẽ canh mình chốt lại cái cổ phiếu này. Những cái cổ phiếu khác giống như là HAG thì nó vẫn chưa có một dấu hiệu bứt phá nền, tuy nhiên nó vẫn đang nằm ở giá đáy, thì mình vẫn còn khá là nhiều cơ hội để chúng ta tham gia cái cây nến mà ngày 8 tây cây nến mà ngày 8 tháng 6 đây là cây nến mà mình chốt nè.
À đó, và mình sẽ mua lại ở những vùng bên dưới này ha, hoặc là mình có thể là mình sẽ chờ thêm về cái cổ phiếu này. Cái cổ phiếu kế đến đó là Techcombank cũng khá là ngon đúng không? Techcombank thì mình vẫn kỳ vọng là nó vẫn còn tiếp tục tăng và mình vẫn còn cầm hàng Techcombank nha, mình không bán ra. Nói chung thì khi nào mà nó gãy khỏi cái vùng mà 29, nó thủng vùng 29 mà mình canh mình bán, chứ thực sự là những con này đang khá là ngon thì mình vẫn kỳ vọng một nhịp tăng đó, cho nên là mình sẽ không bán ra. Techcombank hoặc là những cái cổ phiếu về dầu khí, giống như anh chị thấy là BR nó đang tạo ra được một cái nền như vậy nè, nó tạo ra một cái nền khá là khủng này. Mà những cái cổ phiếu mà khi mà tạo nền khủng vậy là nó tăng đây, anh chị thấy là lúc trước nó cũng có một cái nền khá là khủng ở vùng này đúng không? Đó, sau đó thì nó lại kéo và nó tăng khá là mạnh, nó kéo và nó tăng khá là mạnh lên vùng này đó, nó càng tăng khá là mạnh lên vùng này đó. Thì khi mà nó lên được những cái vùng trên đây thì là những cơ hội mình mua khá là ngon, là những cơ hội mình mua khá là ngon đó. Thì cho nên là chúng ta cứ tiếp tục gom hàng những cổ phiếu giống như BR như tại vùng này. Còn về cái xu hướng của Vini á, xu hướng Vini thì chủ yếu là mình vẫn đánh giá là nó sẽ phải vượt ra cái vùng này, sau đó nó lại quay về, nó sẽ tạo ra được những cái sự bất ngờ cho nhà đầu tư, và có thể khi mà nó lắp ráp thì chúng ta mới xem xét được. Ở đó, còn trong giai đoạn này thì chúng ta vẫn không phải là lúc nào chúng ta vẫn kỳ vọng vào Vini, chúng ta đánh cổ phiếu thì nó không phải, chúng ta vẫn có những cổ phiếu đi ngược thị trường đúng không? Nó còn có những cổ phiếu đi ngược thị trường. Thì ngày hôm nay anh chị để ý và anh chị thấy những cổ phiếu giống như là Get nè, đây những cổ phiếu mà giống như là Get vẫn không bị bán mạnh mà hôm nay nó rút chân nó tăng về khá là ngon đúng không? Những anh chị mà bắt được những cái vùng ATC của cổ phiếu Get thì đến giờ này là về hàng về lãi 10% rồi. Những cổ phiếu như Vin đi ngày hôm nay cũng rút chân khá là ngon đúng không? Khá là nhiều khách hàng của mình chốt được cũng lãi được 3%, 2% ở vùng này đó thì khá là ngon. Thì cơ bản thị trường khi mà mình view đúng á, mình view đúng và mình hỗ trợ được cho khá là nhiều nhà đầu tư của mình trong giai đoạn này kiếm tiền, mặc dù nó trong giai đoạn này thì phải nói là trong một tuần qua thì nếu mình sập nói về lãi thực sự không có lãi đâu anh chị, lưu ý đa phần là không lãi đâu, nó chỉ kéo một số con tượng trưng thôi đó. Cho nên là mình cứ chiếu vào những cái con tượng trưng đó để mình nhìn vào cái tài khoản mình thì không đúng. Chúng ta phải phân tích được là chúng ta đang đánh theo cái vị thế nào, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, hay là chúng ta đánh lưu chip. Đánh lưu chip thì là làm sao mà có chuyện mỗi ngày mà tăng 5%, 7% được đúng không? Nếu trường hợp muốn nhanh muốn mau thì cứ qua Benny Midcap mà chúng ta đánh đó. Còn đánh lưu chip thì nó an toàn, nhưng mà khi mà thị trường giảm thì nó cũng không giảm bao nhiêu. Điển hình như là VPBank anh chị thấy không, nó đâu giảm nhiều đâu đúng không? Thị trường giảm thì nó cũng không giảm bao nhiêu, nó chỉ đi ngang quanh cái cụm này thôi, và nó đang tạo ra một cái nền ở vùng này thì rất có thể là nó sẽ lên được những vùng trên đây nếu mà nó có những cái tin về chi cổ tức đó. Thì chúng ta cứ chờ, chúng ta cầm chờ ra tin chi cổ tức thì chúng ta bán thôi. Thì đó là một số khuyến nghị cũng như là một số phân tích cũng như là một số tư vấn của mình muốn gửi đến anh chị nhà đầu tư trong cái phiên ngày mai. Thì chủ yếu thì đối với mình đó, thì trong phiên ngày mai thì cứ càng kéo thì càng bán thôi, mình càng kéo thì có hàng là mình cứ bán ra. Còn cái việc mà nó tăng tiếp như thế nào thì mình mua là cao thì mình bán cao thôi. Còn việc mà càng kéo trong ngày mai, trong phiên sáng ngày mai chắc chắn mình sẽ bán. Đó, chắc chắn mình sẽ bán. Và mình sẽ hạ dần 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 về, có thể là nếu mà trường hợp mà tài khoản của mình không margin đi. Nếu trường hợp mà tài khoản của mình mà không margin thì mình vẫn sẵn sàng mình hạ về ở cái mức an toàn 50-70% là cổ phiếu và 30-40% là tiền. Đằng đó và không margin để chúng ta đầu tư chúng ta hiệu quả hơn trong giai đoạn này. Còn giai đoạn này khi mà một dòng nó chỉnh rồi, giống như bất động sản nó chỉnh rồi, mà nếu trường hợp anh chị để ý đi, ngày hôm nay nếu mà trường hợp mà Vini chỉ cần đỏ thôi, Vini chỉ cần đỏ khoảng là 5 điểm 7 điểm thôi thì chắc chắn là những cái cổ phiếu này nè, những cái chắc chắn là những cái cổ phiếu này thậm chí nó nằm sàn luôn anh chị, tại vì cái lực bán khá là mạnh, lực bán phải nói là khá là mạnh. Ngày hôm nay anh chị để ý đi về một cái lực bán đây. Lực bán của nó còn 20 triệu cổ anh chị ha. Khá là khủng. Những phiên trước nó còn bán ra khá là khủng nữa, cho nên là những con này làm gì còn kỳ vọng câu chuyện tăng được đúng không? Đó, cho nên là chúng ta vẫn kỳ vọng một cái chuyện hồi phục và chúng ta thoát hàng thôi. Ok, đó là một số view và nhận định của mình về thị trường chứng khoán trong cái phiên sắp tới, cũng như review lại cho anh chị về cái tốc độ về một số mã cổ phiếu trong cái phiên ngày hôm nay. Về cái sự kiện trong tuần mới thì mình thấy là có những sự kiện nè, mà ở đây thì có nghĩa là nó sẽ có những cái quỹ nè, quỹ Vanet sẽ công bố cái chỉ số danh mục vào ngày 9 tháng 6, ngày 13 tháng 6 thì công bố chỉ số là CPI, 13 tháng 6 đúng không? Ở đây thì, đây CPI hàng tháng đây là tối nay là Mỹ nó công bố nè, đó kế đến nữa là ngày 14 tháng 6 là chỉ PPI, thì ngày 15 tháng 6 là đáo hạn phái sinh, cho nên là đừng FOMO, anh chị đừng có FOMO nha. Cơ bản thì nó như vậy rồi thì chúng ta cứ chờ cho một nhịp mua mới sẽ tốt hơn trong giai đoạn này, hơn là việc chúng ta cứ mua liên tục trong giai đoạn này nha.
tại vì là mình vẫn ưu tiên chốt lãi nhiều hơn, hoặc là đánh T0, ví dụ như mình mua 200.000 BR thì mình sẽ bán ra 300.000 chẳng hạn như vậy, để mình hạ bớt cái tỷ trọng xuống dần 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 dần, chứ không thể nào mình gia tăng trong giai đoạn này được. Hoặc là có thể là xác định cầm dài thì ok cứ cầm dài, đừng quan tâm về thị trường ngắn hạn nha. Ok, và video mình đến đây là kết thúc, và nếu trường hợp anh chị thấy hay thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và comment ở bên dưới video những mã cổ phiếu mà anh chị cần hỗ trợ, em sẽ hỗ trợ trả lời anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong cái video kế tiếp ạ.